bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đàm Tùng Vận tạo chemistry cực đỉnh với bạn diễn nam kém tuổi. Ngoại hình trẻ trung và diễn xuất tốt giúp Đàm Tùng Vận dễ hợp tác cùng với các bạn diễn nam kém tuổi hơn. Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Đàm Tùng Vận luôn được khen là có diễn xuất tốt và có thể hóa thân vào bất cứ vai diễn nào. Bên cạnh đó, một điểm khiến khán giả ấn tượng với cô chính là khả năng tạo chemistry cực đỉnh với bạn diễn nam kém tuổi hơn. Hứa Khải. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao vừa lên sóng cách đây không lâu đã đạt được thành tích rất ấn tượng và là một trong những điểm nhấn quan trọng nằm ở chemistry của Đàm Tùng Vận, Hứa Khải. Cặp sao 9X nhận được nhiều lời khen vì quá đẹp đôi ngay cả khi nam diễn viên Diên Hy không lược, kém đàn chị những năm tuổi. Không ít netizen cho rằng Đàm Tùng Vận là một trong những sao nữ có chemistry đỉnh nhất với Hứa Khải. Tống Uy Long. Thời điểm Lấy Danh Nghĩa Người Nhà chưa lên sóng, khán giả lo lắng Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long khó tạo ra cảm giác couple chỉ vì bên nam diễn xuất quá kém và giữa họ cũng có sự chênh lệch 9 tuổi. Nhưng thực tế, hai ngôi sao đã cùng tạo ra một cặp đôi đỉnh đám trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm 2020 vì chemistry không chê vào đâu được. Mà gần đây cũng có tin đồn Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long tái hợp trong phim mới khiến fan couple đứng ngồi không yên. Ngô Lỗi. Khi đóng thiếu nữ Toàn Phong, Ngô Lỗi mới là chàng thanh niên vừa bước sang tuổi 15, còn Đàm Tùng Vận đã ở ngưỡng U30. Cách biệt tuổi tác giữa họ khá lớn, tuy nhiên Đàm Tùng Vận cùng Ngô Lỗi vẫn tạo thành một cặp đôi rất đáng yêu và khán giả cũng chẳng thấy giữa họ có khoảng cách tuổi tác nào cả. Ngoài cặp đôi chính thì cặp bồ phụ của Vận Lỗi cũng rất được yêu thích, thậm chí còn trở thành điểm nhấn quan trọng trong phần 2. Lưu Hạo Nhiên, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Đàm Tùng Vận, đảm nhận vai học sinh khi đã 26 tuổi, nhưng màn hóa thân của cô vẫn rất mượn. Đồng thời cùng Lưu Khải Uy tạo thành cặp đôi có chemistry cực kỳ ấn tượng trên màn ảnh. Khoảng cách 7 tuổi dường như không còn là vấn đề giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên nữa, cặp đôi hợp tác ăn ý đến mức từng có khá nhiều tin đồn phim giả tình thật. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.